tin khẩn cấp, Shizuoka đã trốn thoát khỏi trại giam tại Đồng Hoang. Theo như lời hứa của thị trưởng ở Đồng Hoang, ông ấy hứa sẽ trao cho 1 triệu đô la nếu ai tìm được đối tượng đang bị truy nã. We'll be right back with more Power Ranger. Now back to the show. And MGM Television Productions.